Thưa quý vị và các bạn, cách đây 48 năm trong khi thế hào hùng của các quân đoàn đang tiến về giải phóng miền Nam, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân đã mở các cuộc tấn công lần lượt giải phóng các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn. 9 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, đảo Trường Sa Lớn được giải phóng. Phát huy và tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, quân dân quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh. Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, quân và dân Trường Sa tự hào đứng dưới cờ đỏ sao vàng trong lễ chào cờ đặc biệt. Thắng không kiêu, bại không ngàn, dù gian lao khổ hạnh cũng không sợ lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề! Xin thề! 10 lời thề danh dự của quân dân vang lên trong tiếng sóng giữa biển trời của Tổ quốc. Từng ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc đang kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm. Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng. Hàng trăm đại biểu đoàn công tác từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa đều có chung cảm xúc trào dâng, niềm xúc động, tự hào cùng vững tin, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Được tham gia buổi chào cờ cũng như là thấy được sự gian khổ, hy sinh của các chiến sĩ tại để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Và tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm bổn phận cùng với nhân dân tỉnh Đắk Lắk và cả nước nói chung có những hành động thiết thực hơn để cùng tham gia vào cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Kể từ ngày giải phóng đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, đời sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa đã có nhiều khởi sắc và hôm nay đứng trước quốc kỳ trên đảo Trường Sa. Trong tâm hồn mỗi con người đất Việt đang có mặt, học tập, sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, luôn có niềm tự hào trước cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam. Với bản thân tôi cũng như anh em trong đoàn hết sức là cảm động và thấy được là cái sự trang nghiêm, cái sự là kính trọng đối với lá cờ đỏ sao vàng là cái biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Và đặc biệt lại được là diễn ra trên một cái đảo rất là anh hùng. Và bản thân tôi phải nói là có một cái cảm nhận hết sức đặc biệt. Và tôi cho rằng được tham gia trong những cái nghi lễ thế này là một cái vinh dự và cũng là cái niềm tự hào. Được dự cái buổi chào cờ tại quần đảo Trường Sa, tôi thấy đặc biệt là rất là ấn tượng và đầy ý nghĩa. Cụ thể là qua cái 10 lời thề của chiến sĩ và dân quân trên đảo đã thể hiện được cái sự quyết tâm, tình yêu nước và cái sự tri ân tổ tiên cũng như các thế hệ cha ông đã gìn giữ, bảo vệ, xây dựng quần đảo Trường Sa. Và cái sự quyết tâm đó được thể hiện qua 10 lời thề, luôn luôn là không ngừng học hỏi, rèn luyện cái kỹ năng sáng tạo, anh dũng và quyết tâm. Lễ chào cờ ở Trường Sa để lại ấn tượng sâu sắc đối với bất kỳ ai đến với Trường Sa. Đó là vì nghi lễ này được tổ chức tại cột mốc chủ quyền nơi biển đảo xa xôi, có ý nghĩa thiêng liêng về sự toàn vẹn lãnh thổ.